Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông Tấn. Và sau đây sẽ là bản tin COVID-19 được phát sóng 20 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình Thông Tấn. Bản tin COVID-19 ngày 30 tháng 3 sẽ bắt đầu với những tin tức về tình hình dịch bệnh được tổng hợp trong 24 giờ qua. Lô vaccine đầu tiên gồm hơn 800.000 liều của AstraZeneca do COVAX Facility cung cấp, dự kiến đến sân bay Nội Bài đầu tháng 4. Bộ Y tế vừa có chỉ thị về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Việt Nam, yêu cầu sự phối hợp của Sở Y tế, cơ sở khám, chữa bệnh, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, đảm bảo an toàn cho người dân khi tiêm phòng. Thành phố New York đã triển khai dịch vụ tiêm vaccine tới từng nhà đối với những người già không thể đi lại. Đây là món quà tuyệt vời và ý nghĩa nhất với những người cao tuổi tại New York, mang tính nhân văn. Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ cho phép nới lỏng hạn chế phòng dịch COVID-19 đối với một số hoạt động ít rủi ro. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các ca nhiễm mới tại đây đang có xu hướng giảm và ngày càng có nhiều người dân được tiêm phòng vaccine trong khi kỳ nghỉ lễ Phục sinh đang đến gần. Sáng nay, Australia đã ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19 mới tại bang Queensland, đồng thời khuyến cáo về khả năng gia tăng lây nhiễm trong đợt bùng phát dịch mới nhất tại nước này liên quan tới biến thể ở Anh. Thưa quý vị và các bạn, gần 4,4 tỷ đồng, đó là con số thống kê từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về tổng thiệt hại vật chất do hành vi làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng của nam tiếp viên hàng không. Ngoài ra, theo cáo trạng, xác định thiệt hại phi vật chất trong vụ án đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2.000 người trên địa bàn thành phố, gồm 861 người cách ly tập trung và 1.400 người cách ly tại nhà. Những hậu quả vô cùng lớn chỉ vì một cá nhân đã ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Theo đó, sáng nay, Tòa án Nhân dân TP HCM đã mở phiên xét xử nam tiếp viên hàng không Dương Văn Hậu về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Phiên tòa đã triệu tập 5 cá nhân là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Theo cáo trạng, giữa tháng 11 năm 2020, Dương Văn Hậu cùng đoàn bay của Vietnam Airlines từ Nhật Bản về Việt Nam đã được lấy máu xét nghiệm COVID-19, cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines. Tuy nhiên, quá trình cách ly tại khu cách ly tập trung, Hậu đã tiếp xúc trực tiếp với 2 người bị nhiễm bệnh khác. Khi cách ly tại địa phương, Hậu tiếp tục vi phạm các quy định cách ly khi rời khỏi nhà trọ đi ăn uống, học tiếng Anh và tiếp xúc với 2 người khác. Đến cuối tháng 11 năm 2020, Hậu có kết quả dương tính với COVID-19. 2 người F1 của người này cũng có kết quả dương tính. Về mức độ thiệt hại, cáo trạng xác định toàn bộ thiệt hại vật chất trong vụ án này là hơn 4,4 tỷ đồng. Ngoài ra, nhà chức trách cũng xác định vụ án còn có thiệt hại phi vật chất là việc cách ly đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2.000 người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, tất cả những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội đều cần phải được xử lý nghiêm. Mới đây tại Hải Phòng, sự giả dối và vô trách nhiệm của 2 trường hợp nhập cảnh trái phép nhiễm COVID-19 đã khiến họ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có văn bản hòa tốc gửi Công an thành phố Hải Phòng về việc điều tra xử lý 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Hải Phòng có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Câu chuyện về nhập cảnh trái phép về Việt Nam trong mùa dịch COVID-19 không phải mới nhưng lại khá phức tạp bởi nước ta có đường biên trải dài và rộng. Đã có hơn 10.000 chiến sĩ biên phòng vẫn ngày ngày nếm mật nằm gai tại 1.600 điểm chốt trên toàn biên giới để ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan qua đường biên giới vào Việt Nam. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ chiến sĩ chốt kiểm tra số 4 của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn khi màn đêm buông xuống. Trước tình trạng xuất nhập cảnh trái phép có diễn biến phức tạp, lãnh đạo đồn biên phòng đã tăng cường sĩ quan chỉ huy và cán bộ có kinh nghiệm, phối hợp cùng các lực lượng dân quân, công an địa phương, tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, kịp thời ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Tuần tra đi lại khó khăn, và nhất là về bên chỗ là về khí hậu đấy, về mưa gió thất thường, nhất là mùa đông lạnh thì là lạnh có lúc lên đến 0 độ C, thì cũng vất vả cho anh em. Tuy nhiên, trong kỳ vất vả đó thì anh em cũng là đã cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian sau Tết
cái hoạt động xuất nhập cảnh trái phép thì diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là đối với công dân Việt Nam để tìm cách vượt biên sang Lào để lao động và tìm việc làm. Từ tình hình đó thì Đảng ủy ban chỉ huy đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động quân chúng nhân dân không xuất cảnh trái phép và tích cực tố giác với các cái hoạt động xuất cảnh trái phép. Không chỉ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn còn tăng cường phối hợp cấp ủy chính quyền trên địa bàn cùng các lực lượng chức năng tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt quy định về công tác quản lý xuất nhập cảnh. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện bắt giữ hơn 90 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh thành công 4 chuyên án vụ án, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác trốn sang nước ngoài trái phép. Xã với đơn cũng đã phối hợp với nhau làm tốt việc tuyên truyền, vận động bà con để không qua lại biên giới trái phép. Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp tục duy trì 33 tổ chốt, 247 đồng chí phối hợp với công an, hải quan và dân quân, công an địa phương sẽ là duy trì chốt chặn 24/24 giờ, sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát và kịp thời phát hiện, xử lý tất cả các vụ việc liên quan đến nhập xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới. Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, đưa đi cách ly gần 7.000 người nhập cảnh từ Lào. Với đường biên giới trên 400 km, hàng ngàn đường mòn lối mở, trong khi lực lượng chức năng được bố trí ở các điểm chốt còn mỏng. Các chiến sĩ nơi đây vẫn ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới bình an. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã trải qua 3 làn sóng COVID-19. Chúng ta có đủ kinh nghiệm, bản lĩnh để chiến đấu với đại dịch. Nhưng điều đó là chưa đủ nếu vẫn còn những kẻ thờ ơ, vô trách nhiệm khi cố tình nhập cảnh trái phép và trốn khai báo y tế hiện nay. Hậu quả của sự vô trách nhiệm ấy là việc các địa phương bị phong tỏa, lực lượng tuyến đầu ăn không ngon, ngủ không yên, tiếp tục hành trình xuyên đêm truy vết các F để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm. Các em học sinh một lần nữa tạm nghỉ học ở nhà. Và khi niềm tin vào ý thức, trách nhiệm đối với mỗi cá nhân đã không còn, thì hãy để pháp luật trừng trị họ một cách nghiêm khắc. Vâng, COVID-19 vẫn còn kéo dài, mỗi người đều phải thực hiện chung sống an toàn với dịch bệnh. Những hình ảnh đẹp về đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện 5K sẽ thay lời kết cho bản tin COVID-19 ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sáng 30 tháng 3 tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Trần Minh Điển, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành bệnh viện. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chúc mừng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển được tín nhiệm bầu làm Giám đốc bệnh viện. Bộ trưởng mong muốn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển và tập thể bệnh viện phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, động viên đội ngũ cán bộ, người lao động của bệnh viện hoàn thành nhiệm vụ chính phủ, Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế giao trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhận trọng trách mới, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển mong muốn cùng các đồng nghiệp xây dựng và phát triển Bệnh viện Nhi Trung ương theo hướng chuyên sâu, hội nhập và chất lượng, nhằm đáp ứng được nhu cầu đa dạng về khám chữa bệnh trẻ em trong tình hình mới, đồng thời phấn đấu sớm đưa bệnh viện trở thành trung tâm nhi khoa tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao trong khu vực và trên thế giới. Trong ngày 30 tháng 3, Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật thành phố đã tổ chức buổi tọa đàm lấy ý kiến các văn nghệ sĩ trên địa bàn nhằm xây dựng thương hiệu văn hóa Đà Nẵng trong giai đoạn mới.
để văn hóa nghệ thuật phát triển xứng tầm với tiềm năng vị thế của Đà Nẵng. Nhiều ý kiến đề nghị thành phố cần quan tâm, khuyến khích các văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo văn học nghệ thuật, cũng như có chính sách cho việc đào tạo đội ngũ kế cận. Cho rằng xây dựng thương hiệu du lịch sẽ góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa Đà Nẵng. Một số ý kiến đề xuất thành phố tổ chức cuộc thi ảnh du lịch online, các cuộc liên hoan phim tài liệu quốc tế. Bởi những hoạt động này có thể quảng bá được hình ảnh cũng như thương hiệu của địa phương đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đối với những loại hình nghệ thuật truyền thống, một số ý kiến cũng đề xuất thành phố cần tiếp tục có sự đầu tư làm sao để Đà Nẵng trở thành trung tâm sân khấu tuồng và hô hát bài chòi tại khu vực. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, qua hơn 6 ngày huy động lực lượng và phương tiện để tổ chức tìm kiếm các thi thể các công nhân mất tích trong vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 ở khu vực bãi bồi thứ nhất trên lòng suối Rào Trăng, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dù đã nỗ lực và cố gắng tìm kiếm một cách khẩn trương, chặt chẽ, song đến nay vẫn chưa thể tìm thêm được nạn nhân nào. Khu vực bãi bồi thứ nhất cách hiện trường sạt lở khoảng 300 mét. Qua 6 ngày tìm kiếm đã có trên 30.000 khối đất đá đã được đào bới. Lực lượng tìm kiếm cũng đã nắn dòng, khơi dòng chảy mới và đắp đê quai cho khu vực tìm kiếm, nhưng mới chỉ tìm được các vật dụng tùy thân như là xe máy và một số đồ dùng. Sau khi kết thúc giai đoạn 4, lực lượng tìm kiếm sẽ tạm thời rút quân về đơn vị và sẵn sàng cho các phương án tiếp theo. Và cũng trong ngày 30 tháng 3, thông tin thêm về việc điều trị cho 4 bệnh nhân trong chùm ca bệnh nghi ngộ độc ở thôn Con Du, xã Măng Cành, huyện Con Plông. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum Võ Văn Thiện cho biết, sức khỏe của bệnh nhân Y Xuân, nữ 65 tuổi, là kém nhất khi huyết áp tụt, hôn mê, rối loạn nhịp tim và đang thở bằng máy. Ba bệnh nhân còn lại là A Long, A Đoàn và A Hoàng đã được lọc máu và cũng đang phải thở bằng máy. Tuy nhiên, bệnh viện đang gặp khó khăn khi không có thuốc đặc trị cho các bệnh nhân. Do các bệnh nhân trong chùm ca bệnh đều là người dân tộc thiểu số, cuộc sống khó khăn, nên Tổ công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã huy động nhiều nguồn ủng hộ để hỗ trợ cho các nạn nhân. Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa cho người bệnh. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã được gửi đi nơi khác làm xét nghiệm, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả chính thức. Thưa quý vị và các bạn, một đường dây tội phạm có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng Internet với quy mô lớn vừa bị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệt phá thành công. Tham gia vào đường dây tội phạm này đều là những đối tượng hình sự cộng cán nguy hiểm, có tiền án tiền sự. Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn trên website bóng88.com. Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2020, đối tượng Trần Huy Hùng, Vũ Mạnh Cường và Đặng Thị Nga đã đặt vấn đề với một người tên Duy và được đối tượng này cung cấp cho các tài khoản cá độ trên trang web bóng88.com. Trên trang web này, các đối tượng tiếp tục tách tài khoản của mình thành các tài khoản cá độ cung cấp cho các con bạc tham gia. Con bạc sau khi có mật khẩu đặt cược theo tỷ lệ cá cược trên mạng với số tiền quy đổi theo điểm đối với từng tài khoản tương ứng. Hình thức đặt cược chủ yếu là kết quả các trận bóng đá của các giải ngoại hạng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức. Tổng số tiền các đối tượng đã tổ chức đánh bạc khoảng trên 400 tỷ đồng. Ban chuyên án đã thu giữ 3 xe ô tô, 920 triệu đồng, 1 CPU, 4 laptop, 17 điện thoại di động, 9 đao kiếm và 10 hộp đạn súng thể thao cùng một số đồ vật tài liệu khác. Ngoài ra, 15 đối tượng đã bị tạm giữ, tất cả đều trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những chính sách an sinh xã hội đối với người lao động tự do có thu nhập thấp và không ổn định để được hưởng lương hưu nhằm giảm bớt khó khăn rủi ro khi về già, đồng thời khi chết đi cũng sẽ được hưởng chế độ tử tuất. Thực tế cho thấy với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan bảo hiểm xã hội, loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện đã thu hút được người dân tham gia nhiều hơn. Là hộ thuần nông, sinh sống tại ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Gia đình ông Định đã tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với thu nhập trên chục triệu đồng từ nghề nông, vợ chồng ông đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau khi nghe tư vấn về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế. Đây cũng là cho tôi đã tích lũy được một số tiền, về sau này cho con tôi lúc khi tôi tuổi già, nó sẽ đỡ gánh nặng cho gia đình, rồi con tôi vẫn tham gia. Tham gia này là để chi, để mình biết tích lũy, để biết tích lũy, và cũng đây là một cái quyền lợi rất thiết thực đối với gia đình bản thân tôi. Phối hợp với các đại lý hưu trên địa bàn đến tận nhà người dân để thực hiện tuyên truyền và giải thích
và giải đáp những thắc mắc về cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì qua đó người dân cũng hiểu được cái ý nghĩa và tầm quan trọng của cái chính sách bảo hiểm xã hội, nên người dân vận động người thân và gia đình cùng tham gia. Cũng tương tự như vậy, gia đình anh Tàu là tiểu thương, anh có cửa hàng bán quần áo tại chợ Trần Đề. Nhờ được cán bộ bảo hiểm xã hội huyện tư vấn, anh Tàu đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Anh cảm thấy yên tâm hơn với cuộc sống. Nếu ví dụ em hết cái tuổi lao động thì em được hưởng cái chế độ cấp bảo hiểm hàng tháng, rồi được cấp bảo hiểm y tế miễn phí khi về già, cho mình không có làm phiền con cháu sau này. Và nếu mà trong vòng em đóng trong vòng khoảng 5 năm, 6 năm trở lên em có bị mắc đi thì em được nhà nước hỗ trợ cái tiền mai táng và tiền tốt một lần cho gia đình đỡ cực. Quan trọng nhất là chúng ta xác định được đối tượng tham gia để chúng ta vận động tuyên truyền. Cái thứ hai nữa là tranh thủ tất cả toàn bộ sự ủng hộ của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, đảng ủy, ủy ban các xã để thực hiện các chỉ tiêu mà năm 2021 đã giao cho bảo hiểm xã hội Trần Đề. Với cái nỗ lực đó thì tập thể bảo hiểm xã hội với sự đoàn kết, nỗ lực đồng lòng cùng với ban giám đốc sẽ thực hiện tốt cái nhiệm vụ các chỉ tiêu mà giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Mở đào tạo, mở rộng đại lý, tập huấn đào tạo tuyên truyền để là mỗi cái đại lý là một cái tuyên truyền viên, tuyên truyền về cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện để người dân hiểu rõ để tham gia. Tiếp là thì qua đó thì cũng bảo hiểm xã hội cũng là hàng tháng, hàng quý cũng kiểm tra các cái đại lý về tình hình là thu nộp cái bảo hiểm xã hội tự nguyện về có kịp thời không, để đảm bảo cho người dân là an tâm khi tham gia. Để đạt được số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng tăng thì bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều cách làm khá sáng tạo để thu hút sự quan tâm của người làm việc trong khu vực phi chính thức, hướng họ đến việc dành một phần thu nhập gửi vào quỹ bảo hiểm xã hội là lương hưu sau này, đặc biệt là việc đẩy mạnh công tác truyền thông, nhất là đối với tiểu thương bán hàng.